Thưa quý vị, ngày mai 20 tháng 9 là thời điểm điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Diễn biến giá thành phẩm mặt hàng này tại thị trường Singapore, thị trường nhập khẩu xăng dầu chính của Việt Nam trong vòng 15 ngày qua thì luôn trong chiều thẳng đứng, tức là luôn trên mức 67 đô la một thùng. Đà đi lên của giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường Singapore cũng có thể sẽ kéo theo đà tăng của giá xăng trong nước khoảng 500 đến 600 đồng một lít. Tuy nhiên, nhà điều hành vẫn có thể tiếp tục sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá xăng dầu để kìm mức tăng không quá lớn. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, mỗi lít xăng đã tăng thêm khoảng 1.750 đồng. Nếu mặt hàng này tăng giá vào ngày mai thì sẽ là kỳ điều hành tăng thứ năm liên tiếp trong vòng 2,5 tháng vừa qua.